Chuyện về xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, quy hoạch khu dân cư theo ô bàn cờ cách đây tròn 50 năm, có lẽ nhiều người biết. Song vì sao địa phương này lại quy hoạch theo ô bàn cờ, lộ trình diễn biến của quá trình quy hoạch ra sao? Ai là tác giả của bản quy hoạch đó? Tất cả những điều đó không phải ai cũng biết. Trong một lần về Lạc Hồng đưa tin, Đảng bộ và nhân dân địa phương đang dồn sức phấn đấu về đích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đã may mắn tìm được những câu trả lời khá thỏa đáng. Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã Lạc Hồng, chúng tôi được biết tác giả của bản quy hoạch đó chẳng phải ai xa lạ. Đó là một nông dân, cụ Đỗ Văn Pháo, bí thư Đảng ủy xã Lạc Hồng, giai đoạn 1964-1970. Thật tiếc, cách đây 12 năm, cụ Pháo đã qua đời ở tuổi 93, nên chuyện quy hoạch khu dân cư Lạc Hồng theo ô bàn cờ, những khó khăn vướng mắc trong quá trình quy hoạch chỉ được thuật lại, kể lại theo trí nhớ của người thân và những người đồng cam cộng khổ với cụ lúc bấy giờ. Trò chuyện với ông Đỗ Văn Bình, người con lớn của cụ Pháo, chúng tôi được biết cụ không chỉ là người tận tụy vì việc chung mà còn là người rất có tâm, nhìn xa trông rộng. Ông Bình kể lại, từ khi chưa làm cán bộ chủ chốt của địa phương, cụ luôn đau đáu, trăn trở trong lòng với nhiều câu hỏi. Vì sao đồng đất Lạc Hồng màu mỡ như vậy lại chỉ cấy được một vụ, còn một vụ phải bỏ hoang? Vì sao người dân Lạc Hồng cần cù chịu khó như vậy nhưng nhiều gia đình vẫn luôn ở trong tình trạng thiếu ăn, đứt bữa? Vậy đâu là nguyên nhân? Xuất phát từ những suy nghĩ nói trên, nên ngay những ngày đầu nhậm chức bí thư Đảng ủy xã Lạc Hồng, cụ đã dành cả tâm huyết để tìm lời giải cho những bài toán khó. Cụ kể rằng, trong nhiều nguyên nhân thì nguyên nhân chính là do hệ thống thủy lợi không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Dân cư ở thưa thớt, hệ thống thủy lợi vừa thừa vừa thiếu, không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu. Muốn thâm canh tăng vụ phải có hệ thống thủy lợi phù hợp. Mà muốn có hệ thống thủy lợi thì phải quy hoạch lại đồng đất, quy hoạch lại khu dân cư. Và đây chính là nguyên nhân ra đời của bản quy hoạch độc nhất vô nhị, một bản quy hoạch có tầm nhìn xuyên thế kỷ. Lúc nào cũng chăn trở, làm sao cho coi như địa phương mình đi lên và khá lên. Bởi vì cái địa phương của tôi là tôi được biết là ngay từ lúc nhỏ tôi ở nhà tôi cũng biết rồi. Tức là gì? Là đất trồng coi trồng lúa chỉ được có một vụ thôi, chứ không được hai vụ. Bởi vì mưa thì là ngập, mà nắng thì là cạn, khô cạn. Thế cho nên là cây giải quyết làm để mà được hai vụ là phải làm thủy lợi. Đấy là cái quan trọng nhất mà cụ phải đặt ra. Làm sao để coi như hai nữa là gì, muốn nông thôn phát triển thì phải mở mang tất cả các ngành nghề để mà coi như mới có cái phát triển nông thôn được. Chứ còn nếu mà chỉ nghĩ một khía cạnh nhỏ thôi thì không thể nào làm gì được cả. Thế tại sao mà cái xã Lạc Hồng hiện nay nó đi lên như thế này? Cũng là một phần là coi như là cái từ cái suy nghĩ của nhiều của cụ, và hai là của các đồng chí lãnh đạo địa phương coi như là ủng hộ, thứ hai là nhiệt huyết của các cụ ấy. Thế lúc ấy là cụ tôi là có ý tưởng là chỉ có một sào hai thôi, sào hai sào rưỡi. Bác Đào vân vấn lúc bây giờ là bác ấy làm bí thư huyện ủy, đối với bác ấy có ý kiến anh phải coi như là phải làm như thế này, tức là phải lên một sào bảy để coi như là nó mới rộng được, chứ còn nếu mà chỉ có một sào hai sào rưỡi không thôi thì nó cũng còn chật quá. Thì là cuối cùng là được sự coi như bật mí đấy, là coi như là cụ tôi coi như là tiến hành được làm luôn, để coi được cái thực hiện luôn được cái sào bảy. Cụ tôi có cái ghi lại trong cái viết đấy, trong cái khu dân cư đấy, là coi cụ tôi cũng có cũng nói về quy hoạch khu dân cư đấy, là cả rồi cả nghĩa trang này, thế rồi chợ thị tứ này, ở chỗ chợ cơm bây giờ ấy, đấy là cụ đã có cái quy hoạch từ đấy rồi, nói với tôi rồi, là nói chuyện với tôi như thế. Chỉ có nói về chuyện công việc, chứ còn về cá nhân cụ thì cụ không bao giờ cụ nói cả. Trao đổi với những người kế nhiệm,
các đồng chí lãnh đạo địa phương và những người công tác cùng thời với cụ Đỗ Văn Pháo đều làm chúng tôi vô cùng cảm động và khâm phục bởi tính nhân văn của người làm quy hoạch. Thông qua quy hoạch đã làm cho tình người, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó. Đối với các gia đình diện tích vượt so với quy hoạch, xã tuyên truyền vận động các gia đình tự nguyện hiến đất cho xã. Các gia đình chính sách neo đơn, những gia đình có đất rộng, nhà xây phải dỡ bỏ, phải di chuyển tùy theo tình hình thực tế, xã hỗ trợ từ 30 đến 100 ngày công để dỡ bỏ hoặc di chuyển nguyên vật liệu và được cấy lúa trên một số diện tích theo quy định để lấy thóc ăn từ 1 đến 2 vụ mà không phải nộp sản lượng cho hợp tác xã. Với cách làm có tình, có lý, có trước, có sau, một cách làm vì dân, nên ngay khi triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ gần như tuyệt đối của cả 719 hộ dân trong xã. Nói về cái quy hoạch nông thôn đổi mới của xã Lạc Hồng, từ những năm thuộc thập kỷ 60 của cái thế kỷ trước, thì có thể nói đây là một việc làm có 102 đối với nhân dân Lạc Hồng. Khi mà được đảng bộ và chính quyền địa phương đưa ra cái quy hoạch này, thì có thể nói là hầu hết, tôi xin nhắc lại là hầu hết nhân dân đều tán thành và có một cái quyết tâm ủng hộ rất cao đối với cái bản quy hoạch này. Dân người ta thấy có lợi, do đó mà ủng hộ ngay. Gọi là dân nhưng chính lúc đó phải gọi là các xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Đấy, trong làm ăn tập thể thì cái ý thức tập thể đối với nhân dân lúc đó là đã được nâng lên rất cao. Chính vì vậy người ta ủng hộ tuyệt đối đối với cái chủ trương của đảng bộ và chính quyền xã Lạc Hồng. Cái bản quy hoạch nông thôn đổi mới của Lạc Hồng là có giá trị rất cao vì nó thể hiện thế này. Thứ nhất là nó mang cái tính nhân văn sâu sắc. Đấy, tức là bao đời nay là ở chật hẹp và bây giờ được rộng rãi và tất cả mọi các cái gia đình đều có thuận lợi trong vấn đề đi lại, thuận lợi vấn đề ăn ở. Cho nên là nhân dân người ta thấy cái đó là cái lợi thứ nhất. Cái thứ hai về tầm nhìn của các đồng chí lãnh đạo địa phương, nhất là các đồng chí cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo chính quyền, thì có một cái tầm nhìn rất xa. Các đồng chí đã thấy được và đây là nó triển vọng không những có giá trị về mặt kinh tế, giá trị về mặt văn hóa, nhưng còn có giá trị về mặt quốc phòng. Đấy, để giúp cho cái một cái địa phương nó có một cái cuộc sống có thể nói là thay đổi hẳn cả một cái diện mạo của một cái quê hương ở thuộc vùng nông thôn. Để thấy rõ hơn quá trình diễn biến, cách làm trong triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với các cụ cao tuổi, các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương lúc bấy giờ, và được biết cách làm của Lạc Hồng là rất bài bản, có lộ trình và rất chặt chẽ. Trong quá trình có bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí Pháo lúc bây giờ là nguyên bí thư của đảng bộ chúng tôi, có ý đồ để mà tiến hành, tức là triển khai ra để vẽ ra một cái quy hoạch để phát triển nông thôn cho bà con, tức là mục đích chính là cho cái chỗ đất ở nó rộng rãi. Lúc đó đầu tiên là có cái đoàn địa chất về, thì chúng tôi có nhờ họ, tức là kẻ vẽ hộ cái quy hoạch của xã theo cái ý của địa phương, là mỗi một ô là coi như thế là 1x7, tức là 528 m². Mà trong một ô thì coi như thế là ô đất đó thì 4 hộ, một đường là 4 mặt, thì nhà ai cũng ra 2 vế đường. Đó. Thế một chiều một cổ ô đất là coi như là chiều dài của nó là 24 m, mà chiều ngang này của nó là 22 m. Cái mạnh dạn, tức là đề xuất của cụ Pháo lúc bây giờ là bí thư, mà cũng được sự ủng hộ luôn của huyện ủy ban. Đó. Thì mới làm được. Bà con rất phấn khởi, đang ở chật hẹp này mà coi như đều nhà nào cũng như nhà nào. Cứ có nóc nhà, cứ có hộ là ra, là coi như đo luôn. Với những giá trị đặc sắc của bản quy hoạch, các thế hệ người dân Lạc Hồng đều cho rằng bản quy hoạch là vô giá, một bản quy hoạch có tầm nhìn xuyên thế kỷ. Nói chung hầu hết các gia đình,
các cụ hoặc là các ông các bà đều nói với con cái rằng bây giờ được ở rộng rãi, đường đi nó lại thuận tiện như thế này là nhờ có công ơn của cụ Pháo làm bí thư đảng ủy, và nhờ được cái sự lãnh đạo của đảng bộ Lạc Hồng lúc đó sáng suốt, cho nên bây giờ chúng ta mới được như thế này. Cái đó là có thể là ngay cho đến bây giờ vẫn có những cái dư luận hay nói cách khác là có người ca tụng ca ngợi của về sự lãnh đạo của các đồng chí trước đây trong cái quy hoạch đổi mới nông thôn. Và ngay cho đến bây giờ thì nhiều gia đình, nhất là các cái gia đình mà đông con, thì người ta thấy rằng là người ta vô cùng biết ơn cái sự lãnh đạo của địa phương. Đấy, một cái đường lối có thể nói là có một cái tầm nhìn sâu rộng, có thể nói là tầm nhìn được của các đồng chí đấy hàng mấy chục năm về sau vẫn có giá trị. Tôi không dám nói là giá trị vĩnh hằng, nhưng có thể nói là giá trị một cách lâu dài, vì nó mang cái tính nhân văn sâu sắc. Để khẳng định giá trị đích thực của bản quy hoạch khu dân cư Lạc Hồng, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với các kiến trúc sư, những người chuyên làm công tác quy hoạch của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, và đã nhận được những đánh giá hết sức khách quan về bản quy hoạch. Các nhà chuyên môn đều hết sức ngỡ ngàng và khâm phục cái tâm, cái tầm, đặc biệt là sự táo bạo, dám nghĩ, dám làm của cụ Pháo, một người nông dân thực thụ của xã Lạc Hồng. Bởi trên thực tế, chưa có một địa phương nào dám rũ bỏ hiện trạng khu dân cư cũ để quy hoạch mới như ở Lạc Hồng. Các kiến trúc sư đều khẳng định đó là một bản quy hoạch rất bài bản, mạch lạc, rõ ràng, khoa học và rất hoàn chỉnh. Một bản quy hoạch vô cùng hiếm, một bản quy hoạch độc nhất vô nhị của nông thôn Việt Nam. Cái bản quy hoạch này nó rất là giá trị. Nó giá trị ở những khía cạnh. Thứ nhất là cái quy hoạch của khu dân cư thì quy hoạch theo ô bàn cờ. Đấy là một cái tiêu chí rất cao trong vấn đề quy hoạch. Cái giá trị thứ hai là cái tính phát triển về sau. Thế còn một vấn đề nữa là với một cái quy hoạch ở mức độ như thế này, đến bây giờ thì chúng ta thấy là không bao giờ lạc hậu. Đi nhiều nơi để xem, cũng như là làm nghề, thì tôi thấy là trên đất nước Việt Nam ấy, thì cũng chưa thấy có một cái địa phương nào, vùng nông thôn nào mà có một cái quy hoạch nó hoàn chỉnh như ở xã Lạc Hồng. Mục tiêu của người làm quy hoạch là gì? Là đem lại một cái đời sống cho những người dân sống ở cái vùng đấy, một cái cuộc sống tốt nhất và cái sự giao thoa của mọi người ở trong cái khu vực mà chúng ta sống cũng như là khu vực cận kề là ở mức độ tốt nhất. Thì đấy là cái tính tiện ích cao nhất và cái mục tiêu lớn nhất của cái quy hoạch. Thế và một cái nữa, trên một cái khoảnh đất mà đã đang được quy hoạch bây giờ thì có thể đến 3 thế hệ vẫn có thể sinh sống được và vẫn đảm bảo được một cái không gian sống nó rất hoàn chỉnh. Lần theo những dòng hồi ký của cụ Pháo để lại và qua trao đổi với các cụ cao tuổi, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã Lạc Hồng qua các thời kỳ, một lần nữa có thể khẳng định bản quy hoạch khu dân cư Lạc Hồng được khởi nguồn từ cái tâm trong sáng, sự trăn trở của một người đứng đầu địa phương, của cụ Đỗ Văn Pháo. Một xã nằm ngay cạnh quốc lộ 5, cách thủ đô Hà Nội khoảng 20 km. Thiên thời địa lợi như Lạc Hồng, nhưng trong nhiều năm, nhiều gia đình luôn ở trong hoàn cảnh đói nghèo. Cuối năm 1966, hoàn thành quy mô hợp tác xã toàn xã, Đảng ủy có nghị quyết giãn cư và xây dựng nghĩa trang nhân dân. Trong nghị quyết quy hoạch mỗi hộ một sào năm thước, lấy thôn Phạm Kham làm thí điểm, bắt tay làm ngay. Tôi trực tiếp chỉ đạo, đã làm một số hộ sau đồng chí Vấn bí thư huyện ủy góp ý nên cho mỗi hộ một sào 7 thước, nên lại phải làm lại. Đấy. Sau khi làm xong, Phạm Kham thắng lợi, thì các cơ sở đều tiến hành làm. Cái sung sướng nhất của chúng tôi bây giờ là thành cái đường bàn cờ. Thì tại sao mà như vậy, thì cái quy hoạch này thì là chính là thời kỳ đồng chí Pháo làm bí thư đảng bộ xã lúc ấy là năm 64 ấy, thì báo cáo với cái các đồng chí là cụ Pháo là có đề ra cái này, chúng tôi thống nhất nhau là làm luôn. Thì mà khi đã thống nhất nhau rồi thì phải tiến hành họp trong đảng bộ. Thì đảng bộ nó cũng có 69 người rồi. Họp đảng bộ xong thì bắt đầu mới họp đến các cái tổ trưởng đảng, xong rồi họp đến hội đồng nhân dân, rồi đến họp đến các cái
hội nông dân, xong rồi họp đến ban quản lý hợp tác xã, thì ban quản lý hợp tác xã thì là tôi làm chủ nhiệm lúc bây giờ. Lúc đó là hợp tác xã thì là cái vai trò lớn nòng cốt nhất. Theo lời kể của cụ Mạn, cụ Từ và cụ Hiệp, cũng như những chia sẻ của ông Bình, con trai lớn của cụ, trong thời gian chuẩn bị và triển khai quy hoạch, cụ Pháo làm việc với tinh thần ngày không giờ, tuần không thứ. Ngay sau khi tham gia đợt cải cách ruộng đất trở về, cụ Pháo đã tổ chức cho cán bộ địa phương đi tham quan, học tập xã Quốc Trị, nay là xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, một điển hình về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên lúc bấy giờ. Với mong muốn khi quy hoạch phải sát với tình hình thực tế, tránh những sai lầm, khuyết điểm, thiệt hại đến nhân dân. Cụ đã cùng với Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Hành chính, Ban quản trị hợp tác xã đã tổ chức gần 20 cuộc họp bàn bạc và triển khai chủ trương quy hoạch với tất cả bà con xã viên để tìm ra phương án tối ưu nhất. Với cách làm bài bản, dân chủ và hết sức sáng tạo, chủ trương quy hoạch lại khu dân cư Lạc Hồng đã nhận được sự ủng hộ, sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Bởi họ đều cho rằng đây là một bản quy hoạch có tính nhân văn sâu sắc, một bản quy hoạch vì dân, vì Lạc Hồng trong tương lai. Khi mà đi đến quy hoạch và nhận đất ở mới thì có nhiều nhà là được ít thì lay được quy hoạch ra thì cũng sẽ được nhận được nhiều lên, có thể là 528 m², và cũng sẽ có những nhà là diện tích rất nhiều nhưng đến khi chỉ nhận lại diện tích theo quy hoạch đất mới, ví dụ như nhà cụ Thược, là lúc đó là cụ có trên một mẫu của Bắc Bộ là toàn bộ đất ở, nhưng đến khi mà quy hoạch mới này thì cụ chỉ nhận lại được khoảng một nửa, còn cụ hiến trên 1.000 m² toàn bộ đất để cho dân làm nông thôn mới. Chúng tôi là những người hậu sinh về sau cũng thấy rằng cái bản quy hoạch nông thôn của xã Lạc Hồng là một bản quy hoạch khoa học luôn luôn chính tiến mà có giá trị rất lớn cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau. Nhiều người dân đánh giá là cái quy hoạch này cho dân còn quý hơn cả vàng. Theo bản quy hoạch, khu dân cư Lạc Hồng được chia theo ô bàn cờ. Mỗi ô bàn cờ rộng 2.112 m², được chia đều vuông vức cho 4 hộ, mỗi hộ một khóc với diện tích 1,7 sào, tương ứng với 528 m². Nhà nào cũng có hai mặt đường, một mặt 24 m, mặt còn lại là 22 m. Trục đường chính vào xã rộng 11 m, trục phụ rộng 9 m, đường thôn rộng 7 m, đường xóm rộng 5 m. Kể từ lúc bắt đầu triển khai cho đến khi cơ bản thực hiện xong quy hoạch, thời gian kéo dài khoảng 5 năm. Điều đáng nói là bản quy hoạch khu dân cư Lạc Hồng được cụ Pháo tính toán không chỉ mang tính khoa học mà còn có giá trị dài lâu. Trong bản quy hoạch rất mạch lạc, rõ ràng, gồm khu dân cư, khu giãn dân qua từng năm và từng giai đoạn, nghĩa trang nhân dân, khu cấy lúa, khu trồng màu. Kể từ khi quy hoạch lại khu dân cư, quy hoạch lại ruộng đất, hệ thống thủy lợi, Lạc Hồng đã thực sự vươn mình trỗi dậy và có những bước tiến ngoạn mục trong phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, trong khoảng 15 năm trở lại đây, với nhiều lợi thế, trong đó có lợi thế từ bản quy hoạch khu dân cư để lại, hàng trăm gia đình đã trở thành triệu phú, gần 200 gia đình đã trở thành tỷ phú. Đời sống, sinh hoạt của người dân Lạc Hồng nhộn nhịp, sôi động chẳng khác nào thành phố. Chúng tôi được đất là phân phối đều cho dân, mỗi nhà một sào bảy. Thế thì có đường, 4 nhà một ô đường, đường trước, đằng sau 4 nhà cũng có đường sau. Thế thì chúng tôi cũng thấy phấn khởi, là ơn Đảng nhà nước, chúng tôi được hưởng quyền lợi. Thế thì từ đấy, rồi các con tôi làm ăn là tiến lên, thì các em nó cũng xây dựng được cửa cao nhà rộng. Thế là chúng tôi cũng được hưởng quyền lợi như thế, thì chúng tôi cũng thấy phấn khởi, là thời đại bây giờ sống là được văn minh. Ở nhà tôi ở giữa làng, như tôi cũng cống hiến đất, tôi ra đô đổi ở chỗ này, để cho thông thoáng đường cái to, để cho ô bàn cờ nó vuông,
Chúng tôi rất hoan nghênh, không vấn đề gì cả. Nhưng đến bây giờ lại một bước nữa lại là được nông thôn đổi mới, là nhà nước và nhân dân cùng làm lại càng đẹp nữa. Chúng tôi rất là phấn khởi về cuộc sống của chúng tôi ở đây, là một ngày một khang trang, mỗi ngày một sáng sủa ra. Các cháu là nhìn thấy, kể cả trẻ con cũng thích chứ không phải người lớn, cho nên là người già cũng thích. Ai về, ai mà là bạn bè tôi đi xa về gần đây cũng nhìn thấy chúng tôi là rất là tự hào và sung sướng. Nên là cũng có nhiều khách của thập phương qua đây, chúng tôi bảo ơn Đảng, nhờ chính phủ và ơn các cấp, là từ cấp trên đến cấp dưới, từ xã, từ thôn lên đến tận trên cấp trên đã là tạo dựng cho chúng tôi những bước ngoặt này, chúng tôi rất là sung sướng. Nhà nào cũng có đường ngái to, rất là đẹp. Thế là chúng tôi buôn bán lại càng thông thoáng, bởi vì là chỗ nào cũng bán được hàng mà chỗ nào cũng phục vụ được nhân dân. Đấy, tự mình phục vụ mình lại tự lại phục vụ người khác, mà cuộc sống lại càng mỗi ngày một càng giàu mạnh lên. Nhờ có lợi thế về địa lý, đặc biệt là những giá trị từ bản quy hoạch khu dân cư do cụ Đỗ Văn Pháo để lại, trong khoảng 15 năm trở lại đây, Lạc Hồng đã đón nhận gần 100 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào địa bàn. Hiếm có địa phương nào lại được lựa chọn nhà đầu tư như ở Lạc Hồng. Bởi việc bàn giao đất diễn ra nhanh chóng vì không phải giải phóng mặt bằng, đường làng ngõ xóm rộng rãi, khang trang, lưu thông thuận tiện, khiến các nhà đầu tư rất phấn khởi và yên tâm đầu tư vào địa bàn. Sự góp mặt của các doanh nghiệp đã giúp cho người dân Lạc Hồng trở nên năng động hơn, làng quê Lạc Hồng trở nên sôi động, chẳng khác nào phố trong làng. Mặc dù không phải xã được chọn làm điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, song do được thừa hưởng những giá trị từ bản quy hoạch do cụ Đỗ Văn Pháo để lại, cùng với tinh thần sáng tạo, phát huy nội lực, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của người dân trong xã, những người con xa quê, Lạc Hồng đã nhanh chóng hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí có tính bền vững cao. Chúng tôi thừa hưởng cái thành quả quy hoạch nông thôn mới của những năm 60, cho nên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường theo cái chương trình nông thôn mới của chúng tôi được diễn ra rất thuận lợi. Thứ nhất là chúng tôi không phải như vậy là giải phóng mặt bằng. Thứ hai là chúng tôi không phải vận động nhân dân hiến đất, nhưng chúng tôi vẫn nâng cấp mở rộng được các tuyến đường, kể cả làm hệ thống rãnh, đảm bảo khang trang và như vậy sạch đẹp, đáp ứng với cái yêu cầu phát triển như vậy là của xã hội và đáp ứng với yêu cầu về giao thông nông thôn hiện nay. Các tiêu chí về nông thôn mới thì năm nay chúng tôi như vậy đã thực hiện cơ bản hoàn thành. Cái tâm đắc nhất của chúng tôi trong cái xây dựng nông thôn mới là cái thành quả, hay nói một cách như vậy là đầy đủ, đó là cái như vậy là gì? Thừa hưởng cái thành quả trí tuệ của bậc tiền bối để lại về vấn đề quy hoạch nông thôn mới của những năm thập niên 60. Mà hiện nay chúng tôi tiếp tục như vậy là triển khai thực hiện theo cái bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, chúng tôi không vấp phải những cái khó khăn trong vấn đề như vậy thực hiện hoàn thành các tiêu chí đó, mà lại rất thuận lợi khi như vậy chúng tôi thực hiện thực thi các tiêu chí về nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về như vậy là đường giao thông. Anh em chúng tôi đang trăn trở là làm sao cố gắng duy trì giữ vững cái quy hoạch của các bậc tiền bối để lại để đáp ứng với cái yêu cầu phát triển của xã hội hiện tại cũng như tương lai sau này. Tròn 50 năm, câu chuyện về một người nông dân với tư duy sắc sảo, với tầm nhìn chiến lược, dám táo bạo làm thay công việc của những nhà tri thức rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm, đặc biệt là những người làm công tác thiết kế, quy hoạch trong thời kỳ đất nước đang hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng.